Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Xin chào các bạn, tôi đang có mặt ở sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đây sẽ là nơi diễn ra trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc trong ngày mai, và cũng sẽ là nơi tổ chức gần như tất cả các trận đấu của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 sắp tới. Có thể thấy là sau quãng thời gian được đầu tư sửa chữa thì sân vận động Phú Thọ đang cho thấy một cái diện mạo mới rất là hiện đại. Mặt cỏ thì xanh mướt và các khán đài thì đều đã được lắp ghế để phục vụ khán giả. Theo dõi của các phóng viên có mặt tại hiện trường thì khán giả ở Phú Thọ đang rất sốt sắng để có được một tấm vé để theo dõi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thi đấu tại trận đấu giao hữu và cả SEA Games 31 sắp tới. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá những cái hình ảnh đẹp tại sân vận động Phú Thọ, mặt cỏ, khán đài và các phòng chức năng, những cái nơi mà huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ sử dụng ở kỳ SEA Games sắp tới. Công tác chuẩn bị đã đáp ứng được đoàn giám sát của Liên đoàn bóng đá châu Á cũng như đối tác của đoàn đội tuyển Hàn Quốc về hệ thống kỹ thuật, trong đó quan trọng nhất là việc bố trí khu vực kỹ thuật và khu vực cho các cầu thủ và các ban huấn luyện trọng tài. Thế còn về phục vụ cho khán giả thì cũng đã hoàn thành với mức độ ở cái tiêu chuẩn là đáp ứng được với nhu cầu và các cái thị phần của từng khối khán giả. Công tác an ninh trật tự, công tác y tế thì chúng tôi cũng đã có phương án và rất khá chi tiết, cũng yên tâm là Phú Thọ cũng đã đứng ra tổ chức đăng cai và cũng đã được Liên đoàn bóng đá cũng như là Bộ Văn hóa giao cho thực hiện một số trận đấu. Nên là đúng kết từ những cái kinh nghiệm của những trận trước thì chúng tôi cũng có những cái chỉnh sửa bổ sung. Tôi đang có mặt ở khu vực đường hầm của sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đây sẽ là nơi mà các cầu thủ thay đồ chuẩn bị và họp chiến thuật trước các trận đấu gặp U23 Hàn Quốc ngày mai hoặc là các trận đấu ở SEA Games 31. Ở trong khu vực này thì gồm có phòng thay đồ của vận động viên, phòng dành cho các trọng tài và khu vực nhà tắm. Có thể thấy là sau khi được tu sửa thì khu vực phòng thay đồ và phòng tắm của sân Việt Trì khá là khang trang và sạch sẽ, đạt đầy đủ tiêu chuẩn để tổ chức các trận đấu tầm quốc tế. So với các sân vận động ở Việt Nam thì có thể nói đây là một cái khu vực được đầu tư đẹp, có thể ngang tầm với các sân vận động như là Hàng Đẫy hay là Mỹ Đình.
Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store.